Vâng, em khởi chỗ tôi cũng xin kính chào quý anh chị và các bạn. Em khởi xin chúc quý anh chị và các bạn một ngày tốt lành. Hôm nay một ngày trời không nắng cũng không mưa, trời thì se se lạnh, trời này là buổi lở anh em quây quần uống rượu, tâm sự hết sảy luôn, rượu say ta đi ngủ. Vâng, thì hôm nay em lại lên sóng báo giá toàn bộ xe đang có mặt tại chợ bên em. Chợ bên em thì chuyên mua bán kinh doanh và trao đổi những dòng xe cũ đã qua sử dụng từ 2 chỗ đến 8 chỗ ngồi. Giá dao động chỉ từ 100 triệu đến dưới 400 triệu đồng thôi nhé. Giá rất là hợp lý, rất là ok. Bên em thì có cam kết là xe không đâm đụng, không ngập nước. Bọn em có chế độ bảo hành cho động cơ xe tùy từng loại xe đang có mặt tại chợ từ 3 tháng đến 6 tháng nhé. Bên em thì có hỗ trợ trả góp từ 50 đến 70% giá trị của những chiếc xe mà đang có mặt tại chợ bên em kể từ đời 2014 trở về đây. Nên anh chị cứ yên tâm, hãy đến với chợ ô tô cũ Nghiên bên em. Kiểu gì anh chị cũng có xe đi về. Thủ tục thì cực kỳ dễ dàng và nhanh gọn, không có gì rườm rà, không có gì làm khó anh chị. Bọn em sẽ hỗ trợ hết sức có thể để anh chị có thể mang xe được về nhà. Vâng, nếu như có quý anh chị nào mà quan tâm đến một trong những mẫu xe mà đang có mặt tại chợ bên em thì đừng ngần ngại gì, hãy nhấc điện thoại lên gọi điện trực tiếp cho em Khởi qua số điện thoại là 0962223111 để gặp trực tiếp em Khởi, để em Khởi tư vấn về những chiếc xe mà quý anh chị và các bạn đang quan tâm, để em giải đáp những cái gì mà anh chị còn đang băn khoăn về chiếc xe đó. Hoặc anh chị có thể bớt chút thời gian đến trực tiếp cửa hàng bên em, địa chỉ là phường Dị Sử, thị xã Mỹ Hào, tỉnh Nghiên, ngay mặt đường 5 thôi. Đây, mặt đường 5 cũ đấy nhá quý vị các bạn. Hướng đi từ Hà Nội về Hải Phòng ngay cạnh trung tâm đăng kiểm thôi, rất là dễ tìm. Hoặc anh chị có thể kết bạn với em qua số Zalo là 0962223111 để em gửi ảnh và video chi tiết về những chiếc xe của quý anh chị và các bạn đang quan tâm, để anh chị, để anh em mình có thể bàn luận thêm đây, để trao đổi thêm về những chiếc xe mà quý anh chị và các bạn đang quan tâm. Vâng, không làm mất nhiều thời gian của quý anh chị nữa thì em sẽ đi review báo giá toàn bộ xe mà đang có mặt tại chợ bên em cho quý anh chị và các bạn tham khảo nhé. Vâng, trước đầu tiên em xin giới thiệu đến quý anh chị và các bạn một mẫu xe Toyota Vios bản E xịn nhé. Bản E xịn không phải limo lông. Em này được sơn xi màu đen, biển kiểm soát là 89A07253. Đấy, biển số hơi xấu một chút. Này thì anh chị về sang tên thì là sẽ thành cái biển khác, không có cái biển này nữa. Đấy, em này thì nào mà đã được trang bị lông phun đồ rồi. Đấy, như đèn gầm, đèn chiếu sáng thì đã được đèn pha chiếu sáng thì đã được lưng lên đèn bi rồi, projector cực sáng cực chất luôn. Em này thì nó được trang bị như theo xe như là 4 phanh đĩa, phanh ABS, 4 bánh chống bó cứng, chống trơn trượt. Đấy, anh chị cứ đạp phanh căng chân lên nó cũng không chết, không lết bánh nhau. Đấy, gương kính cụt xòe xi nhan tích hợp trên gương, màn hình cam lùi đầy đủ. Đấy, trầm bổng đã được lắp đặt rồi, không thiếu một cái thứ gì cả. Nội thất xe thì là đã được độ phun đồ rồi nhá. Đấy, màn hình Android 10 inch luôn, trầm bổng. Đấy, còn có cả hệ thống đèn chiếu sáng trong xe nháy nhiếc nữa. Chủ xe rất là chất chơi, rất chịu chơi, rất biết cách chơi, độ xe cực đẹp rồi, không còn thiếu một cái thứ gì nữa. Vâng, em này thì sản xuất năm 2016, động cơ máy là 1.5, giá mà em đang giao bán là 378 triệu đồng, đã bao gồm phí rút hồ sơ và vận chuyển toàn quốc cho quý anh chị và các bạn nhé. Một mẫu xe USE sản xuất năm 2016 rất chất, rất đẹp, màu đen huyền bí đấy ạ. Nghe mẹ cũng rất thích màu đen luôn, rất là sang, rất là đẹp. Vâng, tiếp theo thì em xin giới thiệu đến quý anh chị và các bạn một mẫu xe Chevrolet Spark số tự động đến từ Mỹ, thương hiệu của Mỹ. Em này thì đang trang bị như đá răng đúc, màn hình cam lùi đầy đủ, phanh ABS chống bó cứng, chống trơn trượt, túi khí an toàn. Em này được sơn xi màu xanh, xanh nón chuối, biển kiểm soát là 37739 nhé, 77399 xin lỗi quý vị các bạn. Sản xuất năm 2015, hộp số tự động, động cơ máy là 1.0, đi chỉ là ngửi xăng thôi, rất là tiết kiệm, nhỏ gọn. Giá mà đang giao bán là 238 triệu đồng, đã bao gồm phí rút hồ sơ và vận chuyển toàn quốc cho quý anh chị và các bạn rồi. Một bộ xe rất đẹp. Em này còn được trang bị thêm một bộ cam hành trình thông minh, anh chị đi sai làn đường cũng báo, lùi cũng báo, tiến sát xe trước cũng báo, quá tốc độ cũng báo nhé, quý anh chị các bạn cực kỳ an toàn. Đấy, một mẫu xe
Em này thì được trang bị như đèn gầm, lá răng đúc, xi nhan tích hợp xuyên xương, gương kính cụp xòe, màn hình cam lùi, phanh ABS chống bó cứng, chống trơn trượt, túi khí an toàn bảo vệ người lái và người ngồi trong xe, rất là đẹp nhá. Đấy, rất là an toàn. Hộp số thì tự động vô cấp, anh đi rất là nhàn chân, nhất là đi trong thành phố thì không bao giờ có phải suy nghĩ đến cái chuyện là đau chân, anh về đạp cồn to hết cả đùi. Vâng, tiếp theo thì em xin giới thiệu đến quý anh chị và các bạn một mẫu xe, đến một mẫu xe Kia Morning sản xuất năm 2011, động cơ máy là 1.0, giá mà em đang giao bán là 222 triệu đồng, đã bao gồm phí rút hồ sơ và vận chuyển toàn quốc. Em này một em bản full nhé, full số sàn nhưng mà là bản full. Em này đã được tích hợp như là đèn gầm, là răng đúc bốn bánh, phanh ABS an toàn, sấy ghế, sấy gương. Đấy, gương kính cụ xòe, xi nhan tích hợp trên gương, phanh ABS bốn bánh, túi khí an toàn, không thiếu một cái thứ gì cả. Màn hình cam lùi đã tích hợp, đã được trang bị đầy đủ rồi, không thiếu một cái thứ gì. Em này được sơn xi màu xanh dương, biển số là 29A49983. Em này thì có giá mà em đang giao bán là 222 triệu đồng, bao gồm phí rút hồ sơ và vận chuyển toàn quốc cho anh chị và các bạn. Đăng kiểm thì tháng 8 năm 2021 nhé. Một mẫu xe rất đẹp, nhập khẩu nguyên chiếc từ Hàn Quốc ạ. Một mẫu xe nhập khẩu nguyên chiếc luôn. Vâng, thì em tiếp theo thì em xin giới thiệu đến quý anh chị và các bạn một mẫu xe đến từ thương hiệu Nhật Bản Toyota Vios, sản xuất năm 2011, động cơ máy là 1.5. Em này là một em bản E xịn nhé quý vị các bạn, không phải limo mà là một em bản E xịn đến tư nhân. Giá của em đang giao bán 268 triệu đồng, đã bao gồm phí rút hồ sơ và vận chuyển toàn quốc cho quý vị và các bạn rồi. Em này thì được sơn xi màu đen, biển kiểm soát là 15A03930. Màu đen rất là đẹp, một chiếc xe từ năm đời 2011, chiếc xe vẫn còn rất là đẹp, rất là chất, không còn có thiếu một cái thứ gì cả. Em này thì đang trang bị như đèn gầm, lá răng đúc, màn hình cam lùi, xi nhan tích hợp trên gương, gương kính cụp xòe, túi khí an toàn bảo vệ người lái và người ngồi trên xe rồi, rất an toàn, rất là chắc chắn. Những cái xe mà đến từ thương hiệu của Nhật Bản như là dòng Toyota Vios thì các bạn đã biết rồi, có thương hiệu, cái thương hiệu rất là lâu đời và cũng rất là được ưa chuộng tại Việt Nam. Vâng, tiếp theo thì em xin giới thiệu đến quý anh chị và các bạn một mẫu xe Toyota Vios bản E sản xuất năm 2016. Trước này thì bọn em đã bán rồi, rút hồ sơ đợi ngày đẹp là xe theo chồng về thôi. Vâng, tiếp theo thì em xin giới thiệu đến quý anh chị và các bạn một mẫu Daewoo Gentra sản xuất năm 2009, màu đen, biển kiểm soát là 36A53338. Em này bọn em đang giao bán với giá là 148 triệu đồng nhé. Đấy, 148 triệu đồng đã bao gồm phí rút hồ sơ và vận chuyển toàn quốc cho quý anh chị và các bạn rồi. Một mẫu Daewoo Gentra rất là đẹp. Em này cũng được trang bị như là đèn gầm, lá răng đúc, màn hình cam lùi đầy đủ, không thiếu thứ gì cả rồi. Nội thất thì tươi mới nhé quý vị các bạn, mà chỉ có 148 triệu đồng thôi. Máy móc rất là êm ái, nhưng zin thân vỏ nó không đụng chạm gì. Vâng, và tiếp theo thì em xin giới thiệu với quý anh chị và các bạn một mẫu xe đến từ thương hiệu Hyundai. Chiếc này thì Hyundai i10 sản xuất năm 2015. Chiếc này thì bọn em cũng đã bán rồi, vừa mới bán ngày hôm qua thôi. Khách đến xem cái là chốt ngay, chỉ đợi ngày đẹp thôi là em theo về nhà chồng. Vâng, tiếp theo thì em xin giới thiệu với quý anh chị và các bạn một mẫu xe Hyundai Getz sản xuất năm 2010. Chiếc này bọn em cũng đã bán rồi nhé. Đây, khách đặt cọc tiền vài ngày nữa thôi là em sẽ theo anh ấy về nhà chồng nơi trốn ở mới. Vâng, tiếp theo thì em xin giới thiệu đến quý anh chị và các bạn một mẫu xe 7 chỗ máy dầu. Em này là một em Ford Everest sản xuất năm 2009, động cơ máy là 2.5 máy dầu nhá quý vị các bạn. Đi cực kỳ khỏe mà cực kỳ tiết kiệm. Đấy, quý anh chị và các bạn đã biết đi xe thì cũng đã biết là cái xăng mà là xăng và dầu nó chênh nhau như thế nào rồi. Em này là em và Ford Everest sản xuất năm 2009. Giá mà em đang giao bán là 379 triệu đồng. Bao gồm phí rút hồ sơ và hỗ trợ vận chuyển toàn quốc cho quý anh chị và các bạn.
Em này là một em bản số số tự động nhá. Ford Everest số tự động, sản xuất năm 2009, màu phấn hồng, một cái màu rất là đẹp. Đấy. Em này thì đã được trang bị như là màn hình cam lùi. Đấy. Lá răng đúc này. Lá răng đúc bốn bánh, hành ABS chống trơn trượt. Em này là một em 2009 form mới nhá, các bạn. Xin nhan tích hợp trên gương, quang lái này. Quang xe rất là rộng rãi, rất là ok. Đèn thì là đèn siêu sáng, thì rất là sáng nhá, tầm cao mà hay thoáng. Đi đường đèo hay là đi những cái đường gồ ghề dốc cao thì chiếc xe này rất là ok, rất hợp. Một em Ford Everest đứng đầu phân khúc của cái dòng xe 7 chỗ máy dầu, đứng đầu luôn, không một chiếc xe nào qua mặt được em ý trong cái phân khúc này. Một mẫu xe rất là đẹp. Em này thì mang biển số là 30A78988. Đấy, một cái biển số rất là đẹp luôn. Biển 30 này còn biển số rất chất rất đẹp. Vâng, em này chỉ có 379 triệu đồng, đã bao gồm phí rút hồ sơ và vận chuyển toàn quốc cho quý anh chị và các bạn rồi nhé. Một mẫu xe rất đẹp. Máy dầu, hộp số tự động máy dầu. Máy là 2.5, rất là khỏe. Rất đẹp luôn. Em vừa đi một vòng quanh xe cho quý anh chị và các bạn xem qua được cái ngoại thất của quanh xe rất đẹp. Vâng, tiếp theo thì em xin giới thiệu cho quý anh chị và các bạn một mẫu xe Kia Carnet 7 chỗ, sản xuất năm 2011, động cơ máy là 2.0, bản full option, cửa lóc luôn nhé. Giá em đang giao bán 268 triệu đồng thôi, giá rất là hợp lý, rất là ok. Em này thì sơn xi màu bạc, biển kiểm soát là 29A38042 nhé. Một mẫu xe 7 chỗ, anh xăng, bản full option. Em này thì đã được trang bị như đèn gầm, lá răng đúc, màn hình cam lùi, hành ABS, bó cứng, bó trơn trượt. Đấy, xi nhan tích hợp trên gương, gương kính cụp xòe. Em này đặc biệt hơn còn có cả cửa lóc nhé, quý vị và các bạn. Đấy, có cửa trời luôn. Vâng, và ngay bên cạnh đây thì em xin giới thiệu với anh chị và các bạn một mẫu xe Kia Carnet nữa. Đấy, sản xuất năm 2009, tên tư nhân. Còn em này thì là một em số tự động nhé, quý vị và các bạn, cũng là bản full. Em này cũng là một đoàn full. Đấy, động cơ máy là 2.0. Giá em đang giao bán 295 triệu đồng. Đấy, bạn đã bao gồm phí rút từ hồ sơ và vận chuyển toàn quốc cho quý anh chị và các bạn. Đấy, em này thì được sơn xi màu vàng cát, biển số là 36A35096 nhé. Em này thì là một em bản full option, hộp số tự động thì đương nhiên em đã được trang bị một bộ số hộp số tự động vô cấp. Em này được trang bị thêm như đèn gầm, lá răng đúc, màn hình cam lùi, vô lăng tích hợp, hộp số tự động, cả cửa lóc luôn nhé, các bạn, cửa lóc vậy, cửa trời, mở ra là không cần phải mở kính cửa, sợ xe khác té nước, mở cửa lóc ra cũng được thích khi rời rồi. Một mẫu xe rất đẹp mà rất giá rất là hợp lý nhé. Vâng, tiếp theo thì em xin giới thiệu đến quý anh chị và các bạn một mẫu xe đến từ thương hiệu Chevrolet. Em này là em Cruy, sản xuất năm 2010. Em này thì là động cơ máy là 1.6, giá của em đang giao bán 248 triệu đồng, đã bao gồm phí vào tên, nghĩa là anh chị mua chiếc xe này thì bọn em sẽ bao vào tên chính chủ cho quý anh chị và các bạn luôn, đăng ký tên quý anh chị và các bạn và giao xe tận nhà cho quý anh chị, không mất tiền đồng nào, chỉ với giá là 248 triệu đồng. Em này thì form dáng cực kỳ đẹp luôn. Đấy. Form dáng cực kỳ sang. Thân vỏ thì dày dặn, động cơ máy 1.6 rất là khỏe. Em này thì được trang bị như đèn gầm, là lá răng đúc này. Đấy, 4 lá răng đúc nhé. Hành đĩa, hành ABS, khí an toàn, gương kính cụp xòe. Không thiếu thứ gì cả, một mẫu xe rất đẹp. Với giá chỉ có 248 triệu đồng, đã bao gồm phí vào tên rồi nhé. Nguyên phí vào tên đã là hơn 6 triệu rồi. Đấy, còn em sẽ bao luôn cái phí vào tên cho quý anh chị và các bạn. Anh chị không mất thêm đồng nào cả. Vâng, tiếp theo thì em xin giới thiệu đến quý anh chị và các bạn một mẫu xe Toyota Vios, sản xuất năm 2014. Đấy, động cơ máy là 1.5. Giá bọn em đang giao bán 342 triệu đồng, đã bao gồm phí rút hồ sơ và vận chuyển toàn quốc cho quý anh chị và các bạn rồi. Đấy. Em này được sơn xi màu bạc, biển kiểm soát là 88A33715 nhé. Em này thì đã trang bị như đèn gầm, lá răng đúc, 4 bánh, 1 lốp sơ cua, cũng đã là lá răng đúc rồi. Đấy, xi nhan tích hợp trên gương, gương kính cụp xòe, màn hình cam lùi,
túi khí an toàn, những cái trang thiết bị mà cần thiết để bảo vệ những người lái xe một cách an toàn nhất thì em ý đã được tích hợp rồi, không thiếu thứ gì cả. Đăng kiểm thì đến tận tháng 3 năm 2022 nhé. Năm 2022 rất là ok, rất là dài như Việt Nam, từ Việt Nam sang đến Mỹ cả. Anh chị cứ đi thoải mái, còn lâu phải nghĩ đến đi đăng kiểm. Đấy. Mà anh chị sau 2-3 năm nữa này, đến năm 2022 mà có đi đăng kiểm thì cũng chẳng phải suy nghĩ gì, chỉ đánh xe sang để đóng phí đăng kiểm là ta lại về thôi. Tại vì xe nó rất là chất, không có gì phải suy nghĩ là đến lúc mình đi đăng kiểm nó khó khăn gì cả. Đấy. Vâng, tiếp theo thì em xin giới thiệu đến quý anh chị và các bạn một mẫu xe Toyota Vios sản xuất năm 2016. Em này sơn xin một bảng cát, trước này thì bọn em cũng mới bán ngày hôm qua, khách vừa cọc tiền, rút hồ sơ xong là khách đến lấy xe thôi. Bác này bác dễ, không cần phải xem ngày, cứ hồ sơ giấy tờ về đến nơi là bác lấy xe. Em cứ mong sao được gặp những cái bác khách như thế này là bọn em rất là vui, cực kỳ vui luôn. Vâng ạ, tiếp theo thì em xin giới thiệu đến quý anh chị và các bạn một mẫu xe Toyota Vios bản E, E xịn luôn, sản xuất năm 2009 nhé. Động cơ máy là 1.5, giá bọn em đang giao bán là 246 triệu đồng thôi, đã bao gồm phí rút hồ sơ và vận chuyển toàn quốc cho quý anh chị và các bạn rồi. Em này thì cũng được trang bị như đèn gầm, la răng đúc, màn hình cam lùi, gương kính cụ xòe, xi nhan tích hợp trên gương, túi khí an toàn nhé, phanh ABS, chống bó cứng chống thân trượt rồi. Em này sơn xin màu vàng cát, biển kiểm soát là biển Sơn La là 26A04906 nhé, quý vị các bạn. Đấy. Em này thì sản xuất năm 2009 nhưng mà xe vẫn còn rất là đẹp, rất là chất, chưa đâm đụng nhé, chưa ngập nước nhé, không ngập nước. Đấy. Hiện tại là chưa ngập nước, chưa đâm đụng. Bọn em thì có cam kết bằng văn bản và giấy tờ cho quý anh chị và các bạn. Khi nào anh chị và các bạn đến cửa hàng bên em mua xe thì bên em có cam kết bằng văn bản giấy tờ cho quý anh chị và các bạn về cái khoản đâm đụng và ngập nước. Nếu như quý anh chị và các bạn kiểm tra thì xe đâm đụng ngập nước, bọn em sẽ hoàn lại toàn bộ tiền, không, anh chị không mất một đồng nào cả, bọn em sẽ nhận lại xe. Nếu như quý anh chị và các bạn phát hiện như xe, chứng minh được xe của em có đâm đụng và ngập nước, bọn em sẽ hoàn lại tiền và cộng thêm cho quý anh chị và các bạn 10 triệu tiền vân đi lại nhé. Vâng, thì em khởi xin kết thúc video tại đây. Nếu như có quý anh chị nào quan tâm đến một trong những mẫu xe mà đang có mặt tại chợ bên em thì hãy đừng ngần ngại gì mà hãy nhấc điện thoại lên gọi điện trực tiếp cho em Khởi qua số điện thoại là 0962223111 để gặp trực tiếp em Khởi nhé, để em tư vấn và trao đổi kỹ càng hơn về những cái chiếc xe mà quý anh chị và các bạn đang quan tâm. Hoặc anh chị có thể bớt chút thời gian đến thẳng trực tiếp cửa hàng bên em, địa chỉ đặt tại phường Dị Sử, thị xã Mỹ Hào, tỉnh Hưng Yên, ngay mặt đường 5 cũ hướng đi từ Hà Nội về Hải Phòng nhé, ngay cạnh trung tâm đăng kiểm Mỹ Hào, rất là dễ tìm. Hoặc anh chị có thể kết bạn Zalo với em qua số điện thoại là 0962223111 để em gửi ảnh và video chi tiết cho quý anh chị và các bạn tham khảo thêm về những chiếc xe mà anh chị và các bạn đang quan tâm. Quý anh chị và các bạn hãy ủng hộ em bằng cách ấn like, ấn chuông thông báo và đăng ký kênh để mỗi khi em lên sóng hoặc em có những cái mẫu xe mới về cửa hàng thì anh chị có thể tham khảo thêm. Đấy là cũng là cái nguồn động lực rất là lớn để em tiếp tục công việc mang đến cho quý anh chị và các bạn những cái mẫu xe mới, cập nhật cho quý anh chị và các bạn những mẫu xe mới để quý anh chị và các bạn tham khảo nhé.